Rồi chào các bạn ha, thì đây là cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ ZaloPay dành cho các bạn khi thanh toán hóa đơn điện nước internet nha các bạn. Và đây các bạn, đây là cái cơ cấu giải thưởng của chương trình ở bên dưới ha. Rồi thì để mà nhận được các phần quà này, các bạn chỉ cần thanh toán hóa đơn điện nước internet hay các hóa đơn khác nha các bạn. Rồi các bạn ơi, thì các bước để mà tham gia dự thưởng gồm có là bước 1 là các bạn chỉ cần thanh toán hóa đơn điện nước hay bất kỳ hóa đơn nào ha thì có áp dụng vô chương trình, và bước thứ hai là các bạn sẽ được nhận ngay một cái mã dự thưởng. Bước thứ ba là các bạn xem danh sách dự thưởng tên app ZaloPay. Bước thứ tư là khi mà các bạn nhận thưởng thì các bạn sẽ share với bạn bè của các bạn khi được nhận thưởng trên Zalo, đơn giản thôi các bạn. Rồi chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành lên app ZaloPay để mình thực hiện thanh toán hóa đơn điện nước internet hay các hóa đơn khác ha. Thì hiện tại app ZaloPay có chương trình khuyến mãi là khi các bạn thanh toán hóa đơn, các bạn sẽ có cơ hội trúng ngay vàng hay là các phần quà hấp dẫn khác nha các bạn. Đây là cái app ZaloPay của mình. Thì cái app này mình đã tiến hành đăng ký và mình đã liên kết thẻ ngân hàng ha. Thì để sử dụng được thì các bạn cần phải liên kết thẻ ngân hàng mới, các bạn mới có thể lên đây chuyển tiền hay là thanh toán hóa đơn hay là rút tiền gì nha các bạn. Rồi, thì đây là cái những cái hóa đơn mình đã thanh toán ha. Đó, như điện hay là tại rớp. Đó, còn bên dưới là chỗ mình để mình thanh toán hóa đơn. Đó. Rồi thì các bạn ơi, thì cái app ZaloPay này mình đã liên kết cũng hơn nửa năm hết các bạn. Thì mình đã liên kết và sử dụng cũng một thời gian rồi. Thì thường thường thì Zalo nó thường hay khuyến mãi cho mình các chương trình như là mình được giảm giá từ 10.000, đây là những cái chương trình như mình được giảm giá thanh toán hóa đơn nè, hay là đạp điện thoại vân vân. Các chương trình khác nó thường hay gửi những cái khuyến mãi cho mình hết các bạn. Khi mà mình liên kết vô mình sẽ được ưu đãi những cái khuyến mãi này nha. Rồi các bạn ơi, sẵn tiện hôm nay Zalo có áp dụng chương trình khuyến mãi là khi thanh toán hóa đơn mình sẽ được nhận các phần quà hấp dẫn như là vàng hay là các phần quà khác nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành vô thanh toán cho các bạn xem nha. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vào app ZaloPay để mình tiến hành thanh toán hóa đơn ha. Và đây là app ZaloPay của mình ha. Thì có một lời khuyên dành cho các bạn là khi các bạn sử dụng app ZaloPay hay là khi liên kết đã liên kết thẻ ngân hàng thì các bạn nên sử dụng là mã bảo mật là bằng vân tay hoặc bằng khuôn mặt nha, để mà tăng lên cái tính an toàn cho cái app của mình nha các bạn. Khi mà người ta có xâm nhập vô thì người ta cũng không biết mật khẩu để mà vô, và người ta cần mật khẩu để mà vô thì nó cũng sẽ cần phải xác nhận qua cái điều này ha. Và đây là cái chương trình khuyến mãi khi mà các bạn thanh toán hóa đơn, các bạn sẽ có cơ hội là trúng vàng là 10 chữ vàng ha, và các chương trình khác ha. Và đây là những cái hóa đơn mình đã từng thanh toán nha các bạn, thì lâu rồi. Thì bên dưới là cái chỗ để mình thanh toán hóa đơn hay là điện nước hay là các chương trình, các hóa đơn khác ha. Rồi các bạn ơi, thì mặc dù mình đã liên kết cái thẻ ngân hàng lâu nhưng mà lâu lâu ZaloPay vẫn thường hay gửi các chương trình khuyến mãi như mình như thế này các bạn. Đó, thì lâu lâu nó vẫn tặng mình những cái khuyến mãi như là giảm giá nạp điện thoại hay là thanh toán hóa đơn gì vân vân các bạn. Thì cũng nhiều cái phần quà hấp dẫn lắm để mà nó duy trì cho mình sử dụng cái app này ha. Rồi thì đây sẵn tiện có chương trình à. Đây là một cái khuyến mãi mà ZaloPay đã gửi cho mình ha. Nó giảm giá thì thanh toán hóa đơn từ 10.000 đến 20.000 thì mình sẽ được giảm giá 10.000 ha. Và đây mình sẽ dùng thử. Thì đây là nó đang hiện tại đang áp dụng cái chương trình là những phần quà hấp dẫn như là khi mà thanh toán hóa đơn thì mình sẽ được có cơ hội trúng vàng. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thanh toán hóa đơn internet cho các bạn xem ha. Mình sẽ kéo xuống bên dưới chỗ thanh toán hóa đơn, mình vô chỗ internet nè. Đó. Rồi. Trước tiên thì mình sẽ chọn nhà cung cấp nha các bạn, ở bên trên ngay chỗ cái hình cái wifi nè, mình sẽ nhấp vô cái chỗ nhà cung cấp. Thì hiện tại mình đang sử dụng mạng của Viettel nên mình sẽ nhấn vô Viettel Telecom ha. Rồi sau đó ở bên đây nó có một cái là cái mua gói trả trước và cái thanh toán hóa đơn, thì mình sẽ thanh toán hóa đơn nên mình sẽ chọn qua bên thanh toán hóa đơn ha, hóa đơn internet các bạn. Sau đó mình sẽ nhập cái mã khách hàng của mình vô. Thì khi các bạn đăng ký internet thì nó mỗi người đều có mã khách hàng riêng ha. Rồi sau khi nhập mã khách hàng vô thì mình sẽ kéo dưới bên dưới, thì hiện tại bên dưới là cái chương trình mình đang khuyến mãi được khuyến mãi ha, 10.000 ha, tới 20.000. Rồi mình sau đó mình nhấn tiếp tục thì mình sẽ nhập số tiền mình cần thanh toán vô bao nhiêu đó,
và kéo xuống bên dưới để kiểm tra cái phiên mại của mình. Xong các bạn sẽ nhấn ô tiếp tục để mà nó xác nhận lại ha. Và đây là số tiền mình được hưởng khuyến mãi ha. Thì bên 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 phía góc phải là 185.000, thì mình đã được giảm giá là 10.000. Đó, mình chỉ thanh toán là 175.000 nha các bạn. Đó, thì ở bên dưới cái lằn xanh đây, đó, mình có thể thay đổi ha, cái được bên dưới cái lằn xanh là cái khuyến mãi của mình ha. Đó, còn bên dưới là cái thẻ ngân hàng mình đã liên kết ha. Thì sau khi mà các bạn kiểm tra thì các bạn xác nhận là giao dịch ngay ở góc cùng dưới ha. Ok, sau khi xác nhận giao dịch thì ở thường cái bước tiếp theo mình sẽ nhập mật khẩu ha. Thì mình đã xác nhận bằng vân tay đây để nó chạy ha. Và đây hệ thống đang xử lý nha các bạn. Đó. Thì các bạn nhập bằng vân tay hai khuôn mặt thì nó sẽ an toàn hơn nha. Rồi, ok các bạn, thì nó sẽ đưa mình tới giao diện này ha. Đây là bước xác minh dành cho những bạn đang sử dụng thẻ Sacombank nha các bạn. Thì khi mà các bạn muốn liên kết được app Zalo Pay thì các bạn cần phải đăng ký Internet Banking. Và khi các bạn đã đăng ký và các bạn đã liên kết thành công Zalo Pay thì các bạn sẽ biết sử dụng ngay cái bước này ha. Thì các bạn sẽ chọn ô bên dưới ngay chỗ là token nè, hay là mcode nha các bạn, để mình lấy mật khẩu ha. Và đây, nó sẽ nhập mật khẩu ô trắng ở bên trên chỗ chữ xác nhận này ha. Rồi, mình sẽ vô vào chỗ em sai của mình. Đó. Có nhiều bạn hỏi em sai là cái gì? Thì khi các bạn đăng ký Internet Banking thì cái em sai này là cái mã xác nhận để mà các bạn lấy mật khẩu là cho nó an toàn hơn ha. Và đây, sau khi mình nhập mật khẩu em sai thì nó sẽ cho mình một cái mã 6 số như thế này. Mình sẽ lấy cái mã 6 số này để nhập vô cái ô trắng bên dưới chữ xác nhận ha. Mình nhập vô xong thì mình sẽ nhấn xác nhận ở bên dưới để mà tiến hành nó thanh toán cho mình ha các bạn. Đây, nó đang tiến hành thanh toán nha các bạn. Và đây các bạn, đâu sau khi mà thanh toán xong thì nó sẽ gửi mình như thế này. Đây, nó đang từ tiền mình, hiện tại ngân hàng Sacombank đang từ tiền mình ha. Và đây mình chỉ thanh toán có 175.000 nha các bạn. Thì mình có thể xem chi tiết giao dịch ở bên dưới cùng ha. Đó, thì đây giờ là những cái chi tiết giao dịch mình đã thanh toán ha. Đó, nhà mạng hay là từ trên xuống dưới các bạn có thể kiểm tra hết đầy đủ ở đây. Đó, thì hiện tại thì các bạn thanh toán hóa đơn nào hay là hóa đơn điện, nước hay là internet đều thực hiện như vậy ha các bạn. Thì rồi, như vậy là mình đã thanh toán hóa đơn thành công ha. Thì các bạn có thể dùng cách này để mà thực hiện thanh toán hóa đơn điện, nước hay là các hóa đơn khác nha các bạn. Thì để mà liên kết được app Zalo Pay với tài khoản ngân hàng thì các bạn phải đăng ký Internet Banking thì các bạn mới liên kết được và các bạn mới có thể sử dụng được các gói ưu đãi khuyến mãi từ Zalo Pay ha. Thôi thì mình cũng xin chúc các bạn là khi thanh toán hóa đơn điện nước hay internet lên đây có thể trúng được những cái phần quà hấp dẫn như là vàng hay là các phần quà khác ha. Rồi, ok các bạn ơi, để mà xem cái mã dự thưởng và tham gia chương trình của mình ở đâu thì các bạn có thể truy cập vào Zalo Pay, truy cập xuống phần một là ngay chỗ thanh toán trúng vàng nè, các bạn mở lên rồi xong các bạn sẽ kéo xuống ở bên dưới ha, ngay cái chỗ là kết quả dự thưởng nè, các bạn chọn qua là mã dự thưởng của bạn. Đó, các bạn sẽ thấy mã dự thưởng của mình ở bên dưới ha. Rồi, mình cũng xin phép dừng video ở đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình. Hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.